Nội dung video này được cập nhật dựa trên dự thảo tờ trình mới nhất của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội liên quan tới đề xuất tăng bước lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng đi vào nội dung chính của video ngày hôm nay. Như mọi người đã thấy ở trên màn hình về vấn đề đề xuất thực hiện điều chỉnh lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Thì phương án đề xuất là điều chỉnh tăng thêm 15% trên mức lương hưu trợ cấp bảo hiểm sau hàng tháng của tháng 6 năm 2024. Ví dụ tháng 6 năm 2024, mọi người đang hưởng mức lương hưu là 3 triệu đồng một tháng. Thì nếu như mà tăng 15% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 thì tương ứng với tăng 450.000 đồng. Do đó mức lương hưu từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 của mọi người sẽ là 3 triệu 450.000 đồng một tháng. Tiếp theo là quy định đối với những người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trước năm 1995 sau khi điều chỉnh có mức hưởng thấp hơn 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300 ngàn đồng một tháng. Nếu có mức hưởng từ 3 triệu 200 ngàn đồng một tháng đến dưới 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3 triệu 500 ngàn đồng một tháng. Thì mọi người cần lưu ý thì cái quy định này nó chỉ áp dụng đối với những người bắt đầu hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trước năm 1995, tức là trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. Còn đối với những người hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở đi, trở lại đây, thì sẽ không áp dụng quy định này. Ví dụ, nếu như tháng 6 năm 2024, mọi người đang hưởng mức lương hưu là 3 triệu đồng. Sau khi tăng thêm 15%, sau khi tăng thêm 15% thì sẽ có mức hưởng Lương hưu là 3 triệu 450.000 đồng, dưới 3 triệu 500.000 đồng nên sẽ được tăng lên là 3 triệu 500.000 đồng. Tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi thì mọi người sẽ được nhận mức hưởng lương hưu là 3 triệu 500.000 đồng một tháng. Hẹp ví dụ nếu như mà mọi người đang có mức hưởng lương hưu là 2 triệu 500.000 đồng một tháng. Sau khi điều chỉnh tăng thêm 15% thì mọi người sẽ có mức hưởng lương hưu là 2 triệu 875.000 đồng một tháng Mức hưởng này thấp hơn 3.200.000 đồng một tháng nên sẽ được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng một tháng tức là từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 trở đi thì mọi người sẽ nhận được mức hưởng lương hưu là 3.175.000 đồng một tháng Lưu ý với mọi người một lần nữa là quy định này nó chỉ áp dụng đối với những người bắt đầu hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội trước năm 1995 còn đối với những người bắt đầu hưởng lương hưu trợ các bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 1 năm 1995 trở lại đây thì sẽ không áp dụng quy định này tiếp theo là phần đánh giá về cái ưu điểm của cái việc mà đề xuất tăng mức hưởng lương hưu thêm 15% cũng như là điều chỉnh đối với cái mức hưởng lương hưu của những người hưởng lương hưu trợ các bảo hiểm xã hội trước năm 1995 theo đó mức điều chỉnh nêu trên phù hợp với yêu cầu của trung ương tại nghị quyết số 28, góp phần nâng cao mức lương hưu của người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trước tháng 7 năm 2024, giúp cải thiện đời sống của người nghỉ hưu, quan tâm điều chỉnh thỏa đáng đối với nhóm đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 nhằm thu hẹp khoảng cách trên lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ và viết một phần tâm lý so sánh của người nghỉ hưu như đã nêu ở trên. Ngồi ưu điểm thì cái phương án điều chỉnh lương hưu thêm 15% cũng như là điều chỉnh thêm cái mức lương hưu cho những người nghỉ hưu trước năm 1995 cũng có những nhược điểm. Thứ nhất là mức điều chỉnh 15% phù hợp với nghị quyết số 28 và hài hòa giữa người đang công tác với người nghỉ hưu và các nhóm đối tượng đang nghỉ hưu. Tuy nhiên, mức tăng này khá cao so với mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế của năm 2023. Nhược điểm thứ hai là có thể sẽ phát sinh vấn đề về chênh lệch giữa người nghỉ hưu trước và sau thời điểm thực hiện điều chỉnh lương hưu. Nhược điểm thứ ba là việc tiếp tục thực hiện điều chỉnh thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp là vấn đề cần quan tâm giải quyết. Tuy nhiên có thể cũng sẽ làm phát sinh tâm lý so sánh giữa những người đang hưởng lương hưu trợ cấp bảo hiểm sau hoàn tháng trong giai đoạn từ năm 1995 đến năm 2000. Thì để khép phục các nhược điểm nêu trên, thì cần phải có những quyết tâm chính trị cao, tăng cường tuyên truyền để người nghỉ hưu trước và sau thời điểm cải cách, hiểu và chia sẻ. Bởi vì khi thực hiện việc cải cách luôn cần phải có lát cát và sẽ phát sinh vấn đề chênh lệch về quyền lợi giữa những người trước và sau thời điểm cải cách. Phương án được đề xuất trên đã xử lý để có mức chênh lệch ở mức thấp nhất. Tiếp theo là về vấn đề kinh phí thực hiện để tăng lương hưu 15% cũng như là điều chỉnh thêm lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đối với những người nghỉ hưu trước năm 1995. Thì đối với ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện việc điều chỉnh trong năm 2024, cụ thể đối với 6 tháng cuối năm là 3.064 tỷ đồng, trong đó có 2.637 tỷ đồng thực hiện việc điều chỉnh lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội và 427 tỷ đồng thực hiện việc điều chỉnh thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp. Còn đối với vị bảo hiểm xã hội, kinh phí thực hiện điều chỉnh trong năm 2024, cụ thể là 6 tháng cuối năm là 14.909 tỷ đồng. Thì liên quan đến vấn đề tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã đưa ra phương án đề xuất tăng thêm 15%. Từ năm 2016 đến nay, lương hưu đã được điều chỉnh tăng 6 lần, với các mức tăng tương ứng là 8% vào năm 2016, 7,44% vào năm 2017, 6,92% vào năm 2018, 7,19% vào năm 2019. 7,4% vào năm 2022 và 12,5% hoặc là 20,8% vào năm 2023 tùy đối tượng. Với 6 lần điều chỉnh tăng lương hưu, chính phủ đã ban hành 6 nghị định tương ứng. Các đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội trong 6 nghị định này về cơ bản có sự tương đồng và kế thừa từ năm trước sang năm sau. Do đó, dự đoán khả năng cao là các đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sắp tới cũng sẽ có một sự tương đồng nhất định với 6 lần tăng lương hưu trước đây. Theo đó, rất có thể các đối tượng được điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 sẽ tương đồng với lần điều chỉnh tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội gần nhất. Cụ thể như sau. Thứ nhất là cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động, kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ Quỹ Bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An, chuyển sang theo quyết định số 41 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển bảo hiểm xã hội Nông dân Nghệ An sang bảo hiểm xã hội tự nguyện. Quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng. Thứ hai là cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nghị định số 34 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố, Nghị định số 33 năm 2023 Quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã Ở thôn, tổ dân phố Nghị định số 121 năm 2003 của Chính phủ về chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và Nghị định số 09 năm 1998 của Chính phủ sửa đổi bổ sung Nghị định số 50 ngày 26 tháng 7 năm 1995 của chính phủ về chế độ sinh học phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng. Thứ ba là người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật. Người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 91 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp cho những người đã hết tuổi lao động tại thời điểm ngừng hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng. Quyết định số 613 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động. Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 206 ngày 30 tháng 5 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm nghề nặng nhọc, có hại cho sức khỏe, nay già yếu phải thôi việc. Thứ tư là cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 130 ngày 20 tháng 6 năm 1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách chế độ đại ngộ đối với cán bộ xã và quyết định số 111 ngày 13 tháng 10 năm 1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi bổ sung một số chính sách chế độ đối với cán bộ xã, phường. Thứ năm là quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 142 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ, cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục biên, xuất ngũ. Về địa phương, được sửa đổi bổ sung bởi quyết định số 38 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Thứ sáu là công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 53 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ, công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong công an nhân dân đã thôi việc xuất ngũ về địa phương. Thứ bảy là quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu, hưởng lương dư đối với quân nhân. Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo quyết định số 62 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với các đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc. Thứ 8 là người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng. Và cuối cùng là người đang hưởng trợ cấp tốt hàng tháng trước ngày 1 tháng 1 năm 1995. thì về căn cứ đóng bảo hiểm xã hội dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi mới nhất quy định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong khu vực nhà nước và doanh nghiệp cụ thể người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng theo bảng lương do nhà nước quy định phụ cấp thâm niên vượt cung phụ cấp thâm niên nghề nếu có bên cạnh đó Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương tháng bao gồm mức lương theo công việc, hạt chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác được thỏa thuận trả thường xuyên, ổn định trong mỗi kỳ chi trả tiền lương. Tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất và cao nhất bằng 8 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng cao nhất do chính phủ công bố được áp dụng tại thời điểm đóng trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Báo cáo tiếp thu giải trình chỉnh lý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho biết theo nguyên lý của bảo hiểm xã hội và thông lệ nhiều nước, căn cứ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc sẽ là tiền lương của người lao động. Tiền lương khu vực doanh nghiệp được Bộ luật Lao động quy định, chi tiết trong đó xác định rõ tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác mức lương tối thiểu được điều chỉnh dựa trên mức sống tối thiểu của người lao động và gia đình của họ tương quan giữa mức lương tối thiểu và mức lương trên thị trường chỉ số giá tiêu dùng tốc độ tăng trưởng của kinh tế quan hệ cung cầu lao động việc làm và thất nghiệp, năng suất lao động, khả năng chi trả của doanh nghiệp. Bên cạnh đó, tiền lương khu vực công thực hiện chế độ tiền lương theo bản lương do nhà nước quy định, phụ cấp thăm niên vượt khung, phụ cấp thăm niên nghề nếu có. Ủy ban thường vụ Quốc hội báo cáo, theo quy định hiện nay, nhất là đối với chế độ hưu trí, tự tốt của nước ta đang được các tổ chức quốc tế đánh giá là tương đối hợp phóng. Cụ thể, người lao động và người sử dụng lao động đang chỉ phải đóng có 22% vào vị bảo hiểm xã hội. Trong khi đó mức hưởng tối thiểu là 33,75% đối với lao động nam và 45% đối với lao động nữ. Mức trần tối đa đều là 75%. Việc chênh lệch đóng hưởng càng nhiều thì khả năng cân đối của vị bảo hiểm xã hội là vấn đề lớn và cần phải được tính toán thận trọng. Chính vì vậy, để hạn chế việc chênh lệch trong thụ hưởng cũng như bảo toàn lâu dài quỹ bảo hiểm xã hội thì dự thảo luật bảo hiểm xã hội quy định về trần đóng bảo hiểm xã hội. Trường hợp người lao động có mong muốn được hưởng lương hưu với mức cao hơn thì có thể tham gia thêm bảo hiểm hưu trí bổ sung và có thể tham gia các hình thức bảo hiểm thương mại an sinh cho tuổi già. Về quy định, mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội thấp nhất và cao nhất, đóng thấp nhất bằng một nửa mức lương tối thiểu tháng theo vùng thấp nhất hiện nay là khoảng 1 triệu 625 000 đồng một tháng. Mức lương tối thiểu vùng 4 hiện nay là 3 triệu 250 000 đồng một tháng. Khá tương đồng so với mức đóng thấp nhất hiện hành đang thực hiện theo luật bảo hiểm xã hội năm 2014. Như vậy, dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi đã có những chỉnh lý về đề xuất căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. Hiện nay, tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được quy định tại Điều 89 luật bảo hiểm xã hội năm 2014 như sau. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là tiền lương theo ngạch bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp tham niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề nếu có. Đối với người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức tiền lương và phụ cấp theo quy định của pháp luật về lao động. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động. Tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa bằng 20 lần mức lương cơ sở tương ứng với 36 triệu đồng.